Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính chào quý vị khán giả, do sự biến dị của thời tiết cực đoan, những trận mưa đột ngột kéo dài là nguyên nhân gây nên tình trạng lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất thường xuyên bất ngờ, để lại những hậu quả kinh hoàng cho người dân Trung Quốc đại lục. Vào hôm qua, lại một trận mưa lớn kéo dài đánh vào dãy núi Lan Sơn thuộc thành phố Lan Châu phía nam của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, gây ra một trận lở đất kinh hoàng bên dưới chân núi và đã chôn vùi hàng ngàn nhà dân sống trong khu vực. Nhiều làng mạc, nhà cửa của người dân bị vùi lấp. Vụ lở đất đã cướp đi hơn 25.000 căn nhà, khoảng 21.000 hecta hoa màu bị nước lũ lụt tàn phá. Người dân phải tự vật lộn với các thảm họa. Những chiếc ô tô bị chôn vùi trong đống bùn đất do trận mưa lớn gây ra. Theo thống kê ban đầu, số người thiệt mạng có thể lên tới 1.231 người và hơn 4.021 người bị thương và mất tích. Lũ quét và lở đất đã chôn vùi tài sản, nhà cửa và một số thứ trong thành phố. Hình ảnh được người dân đăng tải lên mạng xã hội cho thấy họ cố gắng khai quật những ô tô dính đầy bùn sau trận lũ. Những đồ đạc vương vãi khắp mọi nơi. Nhiều người dân đang cố gắng trở lại khu vực thảm họa sau khi nước rút đi. Họ trở về nhà của họ để tìm kiếm người thân hoặc kiểm tra những đồ đạc còn sót lại, nếu may mắn có thể sử dụng. Theo trang báo địa phương đưa tin, một con đường quốc lộ bị sạt lở. Nhân viên cứu hộ chuẩn bị dây để cho người và hàng hóa đu vào để di chuyển sang phía bên này. Đồ đạc được chuyển sang trước, trong khi những người bị nạn còn mắc kẹt thì phải chờ tới lượt mình mới có thể có dây để đu sang bờ bên kia. Những nạn nhân không có đủ sức khỏe để đu dây thì phải lần theo những con đường mòn mới có thể sắp thoát sang bờ bên kia, con đường an toàn hơn. Còn những nơi thì lũ cuốn sạch tất cả mọi thứ, khi trở lại thì chỉ thấy đất đá hoặc những mảnh vỡ hoang tàn trong đống đổ nát. Trực thăng cứu hộ cứu nạn không chỉ vận chuyển nhu phẩm cho người dân mà họ phải chở cả quan tài đến cho những người nạn nhân không may mắn bị thiệt mạng trong vụ lở đất. Hiện tại, tình hình mưa bão tại Trung Quốc đang diễn ra vô cùng phức tạp và khó lường. Đặc biệt nơi nguy hiểm nhất là những tỉnh thành có những con đập và hồ chứa của các con sông. Những cơn bão chưa kịp tan thì sáng nay Trung Quốc lại phải đón nhận một tin cực sốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và Nhà nước Trung Quốc đưa tin một cơn bão mới đã hình thành ở ngoài Biển Đông, nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần lên thành một cơn siêu bão và tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, miền Nam Trung Quốc, khiến người dân hết sức khổ cực khi hứng chịu cảnh mưa lũ chồng chất. Và nếu như mưa bão và các trận động đất xảy ra thường xuyên thì các con đập lớn nhất thế giới như con đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập khủng khiếp nhất. Hiện nay mưa lớn kéo dài liên tục, con đập phải mở cửa xả liên tục để giảm áp lực bởi mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động đỏ. Hiện mực nước lên tới 16,8 tỷ mét khối nên nguy cơ vỡ đập lên tới 100%. Trong mấy ngày vừa qua, cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở Trung Quốc đã liên tục phát đi thông báo khẩn. Bởi tình hình hiện tại, Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách. Hàng trăm triệu người dân vô tội Trung Quốc đang bị đe dọa. Theo cục thống kê nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, trong vòng từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023, đất nước có hơn 1,4 tỷ người đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa to gió lớn. Thống kê cho thấy, hơn 15.000 ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, hàng triệu chiếc xe, ô tô bị cuốn trôi cùng hàng trăm triệu người phải di tản đến những nơi an toàn. Hiện tại, tình hình thiên tai bão lũ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà hàng ngày vẫn xảy ra dày đặc hơn. Càng vào những tháng mưa thì Trung Quốc càng đón nhận thêm nhiều tin cực kỳ xấu. Điều này chứng tỏ rằng mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc bằng những thời tiết cực đoan bất thường. Đến khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn bị sụp đổ thì mới thôi. Và chúng ta có mong ông trời sẽ trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân đại lục sẽ bình an vượt qua kiếp nạn vì tội ác của giới cầm quyền Bắc Kinh mà họ bị vạ lây. Vào năm vừa qua là năm quái dị nhất mà họ từng chứng kiến từ khi được sinh ra. Ngoài thiệt hại về người thì những siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng những vật dụng có giá trị khác như ô tô, tủ lạnh, TV cũng bị lũ cuốn trôi ra Biển Đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân đại lục bị nước ngập chìm khiến cho người dân khốn đốn, đói ăn nghiêm trọng. Và mới chỉ bước qua năm 2023 mà bão táp phong ba đã dồn dập bao vây và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão, lượng mưa lũ tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc năm 1998 và năm 2020.
Khu vực này được các chuyên gia nhận định là chịu lượng mưa cao nhất trong 72 năm trở lại đây. Ngoài ra thì những diễn biến của mưa bão năm nay tại Trung Quốc rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to, lặp đi lặp lại liên tục trong nhiều ngày đầu tháng. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ hôm nay giải mây mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam. Hạ nguồn sông Trường Giang gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to lên đến 650mm. Mưa lớn thường bắt đầu từ đầu tháng hoặc sớm hơn, khiến cho các vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến Trung và hạ nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này từ 300-400mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ, lượng mưa đo được lên tới 600mm, được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục trong hơn 62 năm qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, nhà chuyên theo dõi những hình ảnh vệ tinh về mưa lũ bão tố phong ba tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, vì thế mà nguy cơ đập Tam Hiệp vỡ đê lên tới 95% nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới thì an nguy đến con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết, mưa lũ và động đất sóng thần sẽ tiếp tục tái diễn tại 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc, đề nghị cơ quan ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho rằng Trung Quốc trong thời gian dài vừa qua đã cho chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho san phẳng nhiều dãy núi mang tính chất và đi ngược lại với cả thiên nhiên. Nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới nổi dậy trừng phạt Trung Quốc. Giá mà Trung Quốc đang phải trả cho là chính đáng. Trung Quốc gây ra một thiên nhiên bồi đắp lại gấp 10. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất, của trời. Họ chỉ biết ngồi khấn vái để mưa to gió lớn, lũ lụt, động đất không còn xuất hiện, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân của Trung Hoa đại lục. Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm qua, một trận động đất xảy ra ở khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp, cụ thể trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, Tứ Xuyên. Động đất có độ sâu 8 km với cường độ không quá mạnh, nhưng cũng gây lên những lo ngại về tình trạng sạt lở đất ở dọc sông Dương Tử, đe dọa an nguy con đập Tam Hiệp. Một cư dân ở Trùng Khánh cảnh báo lũ lụt, đề nghị người dân từ tầng 4 trở xuống sẵn sàng ứng phó. Thông báo ở khu dân cư Vịnh San Hô, thành phố Trùng Khánh chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc khi thành phố Trùng Khánh phát đi cảnh báo mưa lũ màu đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo. Đây là lần đầu tiên thành phố phát đi cảnh báo từ năm 1940. Toàn bộ 28 thành phố, quận, huyện đều bị ảnh hưởng. Lượng mưa lên tới 128mm. Nước lũ dâng cao ở đoạn sông Trường Giang chảy qua thành phố, gây ngập lan can bảo hộ ở bến cảng Hải Đường Khê, tràn lên bãi đỗ xe ở bến cảng. Chúng tôi cảnh báo sớm cho người dân đóng gói sẵn sàng đồ đạc quý giá quan trọng khi cần có sơ tán ngay nếu nước dâng cao. Ban quản lý khu dân cư cho biết vào sáng ngày hôm qua, Sở Thủy lợi thành phố phát cảnh báo về tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng. Những hộ dân sống ở khu vực đường Tân Giang, khu vực giáp sông là nơi trũng nhất trong thành phố, có nguy cơ bị ngập cao nhất. Người này nói, mưa lớn ở các nhánh sông thượng lưu sông Trường Giang khiến dòng chảy về hồ chứa Tam Hiệp dâng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả nước, khiến cho người dân hạ lưu đập nghi ngờ lũ lụt liên quan đến đợt xả lũ khẩn cấp và họ đang xả lũ để cứu đập. Trong khi mưa lũ hoành hành, đại dịch thất nghiệp làm tràn lan, sản xuất kinh doanh đình trệ, việc ứng phó với thiên nhiên thì bỏ ngỏ, nhưng Trung Quốc thì lại càng hung hăng, cố tình gia tăng các vấn đề biên giới và biển đảo, ra sức tập trận, điều động binh lính đến các điểm nóng, các nước quan ngại và chưa có bất kỳ một động thái nào đe dọa đến an ninh nước này. Nhưng Trung Quốc lại cao giọng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận, trên bộ, trên biển và trên không, ở toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoang mang, hoảng sợ trong một tương lai bất ổn về chính quyền nội tình đất nước này, và có phải Trung Quốc hung hăng nên bởi trời đất cũng phải nổi giận? Trong những ngày gần đây, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở Cửu Giang thuộc Giang Tây, Hợp Phì thuộc An Huy, Lục An và nhiều nơi khác. Tin tức trên mạng Internet cho thấy người dân đang ở trong một tình cảnh rất đáng thương. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin rằng lũ lụt không phải là điều hoàn toàn xấu, khiến cư dân mạng phản đối dữ dội. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký
và nhấn chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin tin mới nhất. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt. Thời lượng bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.